Xin chào bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game Kubi Kyo. Thì đây là một cái tựa game nó là rất là hay trên hệ điều hành iOS. Ở đây có thể nói là game này tạo cho chúng ta những cái khả năng sáng tạo. Và nếu mà các bạn đã chơi trò Shadowmatic thì các bạn có thể tham gia chơi thử trò này. Thì khi tham gia vào game này thì một cái giao diện nó cực kỳ đơn giản thôi. Khi mà có nút play đây, play vào để tham gia vào trải nghiệm. Và ở đây thì chúng ta sẽ có các chủ đề như là làm ra các con động vật này, làm ra khuôn mặt này, làm ra người này, hay là làm ra các thiết bị di chuyển, những con quái vật và coming soon. Rồi được không? Thì chúng ta sẽ đến với những cái bàn chơi đơn giản. Ôi trời, chết rồi, ẩn nhầm sang mò game, sang cái gác. Chúng ta sẽ quay về với cái phần những cái bàn chơi đơn giản trước và là con vật trước. Thì ở đây sẽ có các bàn chơi ngay đây và mình sẽ chơi từ bản 1 cho các bạn xem. Thì làm nào để có thể xếp được thành một con gà hoàn chỉnh? Thì xếp đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần việc là quay sang và đá xuống. Đấy là chúng ta sẽ thành được một con gà rồi. Đây, một con gà trông rất là cute và trông rất là chất chơi. Càng ít lượt xoay thì nó càng được tính là đánh giá cao. Ví dụ như này là được 3 sao này. Ấn vào đây thì chúng ta sẽ có cái màn loading đến với bàn tiếp theo. Bàn tiếp theo thì làm sao mà xếp được thành con thỏ. Các bạn để ý là đây là cái đầu con thỏ. Thì chúng ta sẽ xoay kiểu gì cho nó có thể ra được con thỏ. Đấy, mình đã làm xong một con thỏ. Nói chung cái game này thì các bạn vừa chơi vừa tưởng tượng và vừa mò là chính. Mình chơi mình cũng mò nhiều chứ, mình mò nhiều cái nhái mình có thể vượt qua được những cái bàn chơi này. Đấy, khi mà các bạn vượt qua thì chúng ta sẽ được thêm một cái những cái khen ngợi các thứ. Ở đây tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái con gì đó nó trông khá là nguy hiểm. Làm sao? Hình như đây con voi, nhìn thấy nó có voi rồi. Nhưng mà các bạn để ý là mỗi con vật đây thì chúng ta chỉ có những lượt quay nhất định. Và nó chỉ là quy định là chỉ được 5 lượt quay. Nếu mà trong vòng 5 lượt quay mà các bạn không làm nên cái trò trống gì thì nó bắt trở về điểm xuất phát. Hình như mình đang cho ngược đầu con voi lên hay sao? Khó nhỉ? Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó ra đây. Mình toàn xoay đít con voi này. Làm nào được? Người nông dân biết phải làm sao? Hình như là phải làm sao cho con voi nó ngực lên được mới giỏi đó. Quá khó cho đội bắn cầu hó. Mình liên tục các màn xoay xiếc các thứ. Nói ra thì ấn vào đây sẽ là cái phần mà bật tắt âm thanh. Hay khi mà các bạn có những cái sự khó khăn quá mà không nghĩ ra game thì các bạn nên nghĩ thêm đi. Tại vì là game này nó không có cái phần trợ giúp và bắt buộc là các bạn phải mò ra bằng được thôi. Nên nó tạo ra cho các bạn những cái khả năng mò mẫm. Đấy, cuối cùng mình cũng là chiến thắng này, mình quá giỏi luôn. Đấy, như con voi như mình dự đoán. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game của mình đã kết thúc rồi. Chúc các bạn xoay ra những con vật vui vẻ, là những hành tinh hay là những cái gì đó của game. Xin chào, hẹn gặp lại.